Thưa quý vị, dù hôm nay là ngày cuối tuần, thế nhưng mà trường Võ Thành Trang thì vẫn rộn ràng như thế này, với những âm thanh xuất phát từ đủ các loại nhạc cụ của các bạn trong đội chống kèn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào xem các bạn ấy tập luyện quý vị nhé. Chào các bạn. Cuối tuần nào thì mình cũng tập luyện như thế này hả các bạn? Dạ, chủ nhật tuần nào thì tụi em cũng tập luyện như vậy. Ngoài ra thì các buổi trưa tụi em cũng có ngồi ở lại để tập trao đổi thêm với nhau ạ. Vậy thì giờ trước mỗi cái buổi biểu diễn thì các bạn có còn cảm thấy run không? Dạ, lúc trước thì cũng run lắm chị, nhưng mà bây giờ thì khác, nó rất là hào hứng luôn. Rất là hào hứng bởi mình cũng đã quen dần rồi đúng không? Và thưa quý vị, ngoài chơi trống chơi kèn ra thì các bạn trong đội trống kèn này còn kết hợp những cái động tác biểu diễn hình thể như thế này nữa. Quý vị có thể xem nhóm bạn này nhảy ạ. Bạn ơi, cái động tác này mình thực hiện như thế nào vậy bạn? Dạ chị, tụi em là những người giữ nhịp cho toàn đội. Thì động tác của em nhảy thì như này cũng dưới thì nhảy theo. Gọi là đội nhạc kèn trường học thì ban đầu Cẩm Tú hình dung là các bạn sẽ chỉ có chơi trống và kèn những cái loại đơn giản thôi, chứ không ngờ là các bạn lại có cả một cái dàn nhạc cụ hùng hậu với hàng trăm loại như thế này. Như chỉ riêng kèn thôi là mình đã có bao nhiêu loại các bạn? Dạ 8 loại. 8 loại hả? Còn trống mình có bao nhiêu loại? Dạ 10 loại. Vậy là tổng cộng mình đang chơi tất cả bao nhiêu loại nhạc cụ vậy bạn? Dạ thưa chị, là 100 nhạc cụ. 100 loại nhạc cụ. Dạ, như là đây là kèn trumpet, kèn saxophone và kèn trombone. Ừ, đó là những cái loại giữ nhịp chính cho đội đúng không? Dạ. Và bây giờ thì nhóm của mình sẽ cùng nhau chơi một cái bài nào đó để tặng quý vị khán giả nha các bạn. Dạ. Bây giờ mình sẽ chơi bài nào nè? Dạ, Jingle Bell. Jingle Bell hả? Rồi vậy bây giờ mình sẽ cùng chơi bài Jingle Bell nha. Yeah.